Chúa con là đứa trẻ miền Trung. Nhà con nghèo túng nên mới lang thang, ra Bắc Ninh xin làm mướn quán phụ tuyệt bán bánh xèo. Hy vọng rồi con sẽ thoát nghèo, ở đó con làm cả ngày lẫn đêm. Bà không vừa ý cô Tuyết tham lam, lôi con vô trong mà đánh xác thân con đến tiểu tàn. Ấy vậy mà cô cũng không mang lòng xót xa đau. Đêm từng đêm vẫn đau, từng tiếng phan xin thương dòng bao. Con mong bình yên tới, cớ sao cô nỡ cương đi nuôi. Lạy Chúa con là đứa trẻ đáng thương, mẹ mất từ bé, cha ốm cha đau, thương con cho con sự sống để con yên tâm kiếm tiền, mong cuộc đời con bớt ưu phiền. Con là đứa trẻ miền Trung, nhà con nghèo túng nên mới lang thang, ra Bắc Ninh xin làm mướn quán phụ tuyệt bán bánh xèo. Hy vọng rồi con sẽ thoát nghèo, con làm cả ngày lẫn đêm mà không vừa ý cô Tuyết tham lam, lôi con vô trong mà đánh xác thân con đến tiêu tàn. Ấy vậy mà cô cũng không mà xót xa đau. Đêm từng đêm vẫn đau, từng tiếng van xin thương dùng con với cô. Đêm đêm mệt ra đời, con mong bình yên tới, cớ sao cô nỡ đánh con tơi bời. Lạy Chúa con là đứa trẻ đáng thương, mẹ mất từ bé, cha ốm cha đau, thương con cho con sự sống để con yên tâm kiếm tiền, mong cuộc đời con bớt. Con cho con sự sống để con yên tâm kiếm tiền, mong cuộc đời con bớt ưu phiền.